Thưa quý vị, để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, sau đây gọi tắt là bộ phận một cửa. Trong thời gian tới, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương quán triệt chỉ đạo công chức viên chức, người lao động được cử đến làm việc tại bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của bộ phận một cửa, tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ Kết quả giải quyết thủ tục hành chính với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với kho quản lý dữ liệu cá nhân tổ chức trên cổng dịch vụ công quốc gia. Các sở, ban ngành trên cơ sở quyết định công bố thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ kịp thời cập nhật tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định giao trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với cơ quan đơn vị có thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận giải quyết tại trung tâm để trao đổi về việc quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ và tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, từ đó kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan người có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trung tâm.